Xin chào các bạn. Lông mày góp phần cực kỳ quan trọng trên khuôn mặt. Vậy lông mày như thế nào sẽ phù hợp với bạn? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Trong clip này mình sẽ giữ nguyên make up và chỉ thay đổi đúng kiểu lông mày để các bạn dễ hình dung hơn. Đầu tiên là kiểu lông mày ngang tự nhiên. Chúng ta sẽ cần một cây cọ kẻ mày và hộp kẻ mày dạng cushion. Sản phẩm mày này sẽ giúp các bạn có một lớp mày tự nhiên tương tự như dạng phấn nhưng sẽ bền màu hơn. Vì lông mày gốc của mình khá sách nên mình sẽ kẻ hạ đường lông mày dưới xuống để cho lông mày của mình ngang hơn. Sau đó mình sử dụng mascara lông mày để làm nhạt màu lông mày thật của mình đi vì lông mày của mình khá đậm. Dáng lông mày ngang to bản thích hợp cho bạn nào thích sự tự nhiên, phóng khoáng. Kiểu lông mày này cũng sẽ phù hợp với những bạn gái có khuôn mặt dài, khoảng cách từ lông mày tới trán và mắt rộng. Bạn nào thích tính cách trẻ trung, dễ thương cũng nên cân nhắc nha. Nhưng các bạn nhớ là không nên để lông mày ngang quá nhé. Tiếp theo là dáng lông mày ngang mảnh. Đầu tiên mình sẽ dùng sáp cố định các sợi lông mày của mình lại. Vì để thay đổi dáng mày cần phải xóa đi kha khá lông mày thật của mình. Mình sẽ xóa cho lông mày mỏng đi và thấp phần đỉnh lông mày xuống. Sau đó sử dụng sáp kẻ mày màu nâu đậm hơn để tạo dáng lông mày ngang và mảnh hơn. Cũng không quên sử dụng đầu mascara để cho lông mày đều màu nhé. Vẫn với dáng mày hơi ngang nhưng có phần đậm và mảnh hơn này sẽ giúp phù hợp những bạn có gương mặt trái xoan hoặc mặt nhỏ. Kiểu lông mày này sẽ tạo cảm giác mềm mại và phù hợp hơn với những bạn gái nữ tính, nhẹ nhàng và trưởng thành. Với kiểu lông mày cong cá tính này, một lần nữa mình lại dùng sáp để kéo dựng hết phần lông mày của mình lên. Kéo đổ dần về phía đuôi lông mày. Với lông mày như lông mày của mình thì bước này cũng đã phần nào định hình được dáng lông mày khá khá rồi. Giờ mình sử dụng cây sáp kẻ mày đầu siêu nhỏ để chám nốt vào phần lông mày còn thiếu. Khác với hai kiểu mày trước thì với kiểu lông mày này chúng ta cần sự sắc nét hơn nên mình dùng che khuyết điểm để vuốt lại đường trên và đường dưới của lông mày. Lưu ý để đỉnh lông mày hơi nhọn một chút xíu chứ đừng vuốt tròn quá các bạn nhé. Với dáng mày hơi cong dày to bản và rõ rợn như này sẽ phù hợp với những bạn gương mặt góc cạnh, tính cách khỏe khoắn, mạnh mẽ. Bạn nào thích make up tông tây cũng có thể áp dụng nhé. Kiểu lông mày sách này mình chỉ cần xóa phần đuôi lông mày của mình đi, vẽ lại một đường kéo chết lên phía trên thái dương. Vì phần đuôi đó không hề có lông mày nên mình sẽ sử dụng sản phẩm gel để tạo độ bền. Kiểu lông mày này phù hợp với bạn nào có khuôn mặt không quá dài, kiểu mặt kim cương hoặc là mặt góc cạnh. Nhưng quan trọng là bạn phải thực sự là người mạnh mẽ, quyền lực để có thể phù hợp với kiểu lông mày này. Nó làm mình nhớ tới chị Thanh Hằng. Và kiểu lông mày cuối cùng mình chia sẻ là lông mày cổ điển. Kiểu lông mày này có nét đặc trưng là cong, mỏng và đậm. Kiểu lông mày này một số bạn sẽ cảm thấy là không còn phù hợp với các phong cách makeup hiện đại, nhưng trên thực tế lại rất hợp với những cô nàng đằm thắm và trưởng thành. Khi kết hợp với mái tóc xoăn bồng bềnh và màu môi đậm, cho bạn sẽ thật quyến rũ và bí ẩn. Vậy là mình vừa chia sẻ với các bạn 5 kiểu lông mày khác nhau để phù hợp với từng khuôn mặt, phong cách và kiểu trang điểm. Mong rằng clip này giúp các bạn lựa chọn được dáng lông mày cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau nhé. Bye bye!